Bạn này bạn có hỏi là nghĩ sao về thuốc XXX à, vì nghe nói là nó có thể giảm độ cần, giảm giảm nhòe vân 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 vân. Thì bất kể cái loại thuốc nào, không chỉ mỗi cái thuốc mà bạn ấy hỏi đây này, không không chỉ nói riêng mỗi loại thuốc đấy, nếu mà quảng cáo theo cái mức độ là thái quá, là thuốc có thể giảm được độ cần, thuốc có thể điều trị được cần, hay là thuốc có thể giảm cái tình trạng nhìn mờ rõ rệt chẳng hạn, thì đa phần là các bạn không nên tin. Bởi vì với cái kiến thức y học hiện tại của tôi thì không có loại thuốc nào mà có thể giảm được độ cần hết, không có thuốc nào có thể điều trị hết cần thì hết, và cũng không có thuốc nào giúp bạn có thể cải thiện thị lực rõ rệt. Có chăng chỉ là các cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ giữ cái sức khỏe mắt ở thời điểm hiện tại, chứ nếu mà mắt đã cần thì rồi thì nó sẽ không có khả năng phục hồi hay quay trở lại cái tình trạng bình thường. Chỉ có những trường hợp là cần thị giả do điều tiết quá mức, thì với một số hoạt động ví dụ như là giúp cái hệ thống điều tiết của chúng ta có thể thư giãn, thả lỏng điều tiết, ví dụ như các hoạt động châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, nó giúp cho chúng ta thả lỏng điều tiết, thì cái việc đấy là nó đưa về trạng thái bình thường chứ không phải là chữa cần bằng các phương pháp đấy. Nên là mình cũng cần hiểu rõ để nếu như mà có những cái hiện tượng mà người ta bảo là xoa bóp bấm huyệt có thể làm giảm được độ cần thì cũng trả lời luôn là không có nhé.